Dạ em xin chào cô chú anh chị nha. Dạ, xin chào cả nhà. Em chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ ngày mới em xin chúc cô chú anh chị được dồi dào sức khỏe và cuộc sống an lành. Bữa nay gia đình mình đội món nữa chị Năm ơi. Bữa nay ngon quá. Chiên cánh gà, chiên nước mắm này. Ăn cơm như hồi mình làm miếng lưu vô chanh. Đây được bún trái bắp nè. Trái bắp Mỹ một hồi cái mình luộc cái mình nhai vẫn nhơ rồi chơi trời mưa gió nè. Không có gì nhai hết trong khi chờ đợi đấy mình nấu cơm ăn á. Đây mình gà chiên nước mắm thì mỗi người mỗi cách khác, mình thì làm phải có chút bột chiên giòn nè để mình ăn lăn áo xương thôi, mình chiên cho có độ giòn cánh gà. Đây, được mỡ gà dắp cá, gạo thơm, quế, cải xà lách, dưa leo, cà chua, một hồi mình kèm mình ăn với cánh gà đó, làm miếng ngô tươi chanh mình quết ăn đó. Dưa leo ngon này, dưa leo mình mới ngon này con, dưa leo này non lắm ha. Dưa leo này giòn. Thì mình cũng xin mời cô chú anh chị cùng vào bếp với gia đình mình nha. Rồi. Rồi. Làm gì nè? Làm kem. Đây ông Tám đưa sàn ngang luôn. Ông Tám nhúng lửa nè. Bây giờ luộc bắp lấy nồi nào cho Năm luộc luôn. Em nhúng lửa bên đây chị nấu cơm luôn. Tuy giỏi lắm á. Con biết lặt cái rau này không? Rau đó con biết rau gì không? Rau cá. Rau dắp cá. Nay trời chuyển mưa tới hôi trơn này. Này mưa mỗi ngày luôn cô chú ơi. Cái này bảo số 2 mà con. Dạ. Bảo số 2 tới. Rồi đàng hoàng nha con, chị chợ nghe con có mũi cắn nói trai nha. Dạ. Yeah. Quên nó quy ra chị bắt đường dạy con. Con ngồi. Trời ơi, giòn nhẹ xấu lắm á. Rồi, nhúng lửa anh trụng cánh gà luôn anh ơi. Rồi con. Chị làm hai được rồi chị. Nó làm hai được. Làm hai nè. Rồi lấy mới lấy gì? Uống trụng mà nhúng lửa à. Ở đây vừa lấy rất trời tháng mưa lấy nhiều quá cái gà cái mưa tạt ướt nên mưa quá thì cũng chịu không nổi, nắng quá cũng chịu không nổi thôi, vậy thôi. Rồi, nắng mưa là chuyện của trời đi. Cái ông trời còn không làm gì lắm con người đúng không chú Tám? Nhờ nắng mưa là chuyện của trời thì mình có bữa là chuyện của chú Tám mà thôi. Cứ tới giờ là mình đỡ bụng, mình nấu cơm mình ăn vậy. Dạ. Cánh gà vậy? Dạ, em ở đây mua ở đây em lột ra của anh Tiến hồi mình trụng gà chờ. Cái gì con nói gì? Con nghe bà Tám nói là mua cánh gà cho bé Vi Cạp. Ăn mà không nói con. Như hai chục bé Vi Cạp chọn. Đây, ở đây mình nhúng lửa bên đây cho chị Năm luôn nè. Đây. Trời nhúng lửa là chuyện của chú Tám mà đó. Chú Tám nhúng hai bên luôn. Nhúng hai bên mà hai nào bắt được rồi mình lửa chưa cháy. Cháy à? Em lo hai bên cái bên đây em chưa để củi thì quên. Đấy, nói đâu có phải được. Trời buồn luôn nè. Con nghe em Tám nói không cười ghê quá. Con nói con tính nói là mưa gì nắng là chuyện của ông trời, lặt rau là chuyện của bé Vi. Trời ơi. Không ai dành của con đâu. Không ai dành của con đâu. Thấy gà chưa thì chưa thấy ra nó la tim rớt tim luôn á. Bà nội ơi con gắn vô nhà đó. Vô chuột tắm. Rồi mời cái bà nội con chuột. Sùm hết trơn luôn. Gắn ngược chanh như vậy nhỏ. Con này là bé Vi tiến triển dữ lắm. Trời ơi. Của anh đến giờ, của anh đến giờ. Đó, anh đến giờ rồi. Còn cái mũi luôn. Bây giờ trong khi bây giờ em nhúng lửa sẵn cho chị rồi đó. Chị coi em đi bé Vi mất bận lật cao rồi. Em bị giờ mất bận ngồi ở đây em hát cho chị. Chị nghe mất bằng rồi chú Tám, mất bằng nè đó cũng cái chỗ này và cũng cái chỗ này và năm một cũng ngày ấy và năm ấy mình cũng ngồi chỗ này mình hát, bây giờ mình vẫn ngồi đây. Thôi cứ đời cứ như thế đi, mình nấu cơm rồi cái mình hát vu vơ cho ngày cho nó thời gian qua mau, nhưng mà thôi bây giờ em xin gửi cô chú anh chị mình và gia đình mình nhạc phẩm được mang tên
đoạn buồn cho tôi. Dạ, bạn này hay nghe chú Tám. Thì mình hát theo ông trời mà. Ông trời mấy ngày nay bảo số 1, số 2 tới bây giờ hát thẳng đi. Cũng hát mà mình hát nhạc buồn thiệt. Nhưng con người mình vẫn là vui vẻ. Vui vẻ mình ăn muối ớt cũng vui vẻ. Cũng vui vậy đi ha. Thì thôi bây giờ mình xin mời cô chú anh chị và cả gia đình mình cùng nghe. Từ một ngày mới yêu nhau, mình hành mơ không gian vỡ tình đâu. Tình còn đầy mà người đành nỡ quên mau, người đành lòng không xót xa, lạnh lùng bỏ đi không nói. Đoạn đường nào từng dìu bước nhau đi, người đã quên thôi quên biết đường về. Sầu gợi sầu ra rời lệ ước quen mi, đoạn buồn người ơi có nghe. Khi mưa mưa lạnh về đêm, nhớ nhớ hôm nào ta mới dặn hơn, đưa nhau về đường phố mưa chân. Ôi bây giờ xa cách ngàn trùng, người đời thường hay gian dối. Cho tôi xin chấp nhận tôi buồn, còn một mình bước đơn côi. Và từ đây tôi xin lại người đời, đừng hẹn hò và đừng gặp gỡ trong tôi. Chọn nghiệp đàn ca thế thôi, cho nhân gian mượn tìm vui. Nhớ nhớ hôm nào ta mới dặn hơn, đưa nhau về đường phố mưa chân. Ôi bây giờ xa cách ngàn trùng, người đời thường hay gian dối. Cho tôi xin chấp nhận tôi buông, còn một mình bước đến coi. Và từ đây tôi xin lại người đời, đừng hẹn hò và đừng gặp gỡ trong tôi. Chọn nghiệp đàn ca thế thôi, cho nhân gian mượn tìm vui. Đừng hẹn hò và đừng gặp gỡ trong tôi. Chọn nghiệp đàn ca thế thôi, cho nhân gian mượn tìm vui. Và anh xin hát cho cô chú anh chị là mình đời mình chọn nghiệp mà đàn ca thế thôi, mình hát để mình vỗ tay lớn rồi chưa là mình hát thì không hay mà mình hay hát mình hát. Mình gửi đến cô chú anh chị mình hát bu quơ rồi chơi những thời trong khi thời gian mình nhúm lửa mình chụm nước nấu cơm. Bây giờ quẩn có gì năm cái mình chiết ra mình hát bu quơ rồi chơi. Cảm động vậy trời. Trời biết thưởng thức quá trời luôn nữa. Nhạc buồn biết luôn á. Còn nhỏ mình còn mà mình mới mình lớn tuổi mà biết thưởng thức nhạc chữ tình ông Tám luôn. Ông trời chuyển bữa tái kìa, đuôi thang luôn kìa. Đó. Mới hát. Mới vừa dứt ra. Đuôi thang kìa, chuyển sang lưng rồi thấy không? Đó. Nắng đâu. Rồi, bây giờ lên trở qua ổ chỗ gì năm rồi mẹ hả? Trời hát tuổi nước à. Cần chín luôn. Uống nước rồi cho xin một bọc trái dừa đi. Em sinh ra để sẽ giặt mà. Thế vì bây giờ nghe ông Tám ca hay quá mà. Ôi, xúc động luôn trời. Ôi, thôi. Tám là xúc động luôn. Nhớ cái ba bà cô Khôn. Chừng mũi cắn nha bác Phi. Tự nhiên con không có suy nghĩ gì hết trơn. Mũi đợi cũng thường người sắp nhập đoạn buồn đi mưa là của cô Phương Hằng hát. À, mới này đoạn buồn cho tôi
là cho tôi, cho chú Tám với cha con á, ông Tám, hai chú cháu, đồng buồn. Cháu buồn cho tôi. Không có con buồn quá. Không phải làm cho con buồn quá hả? Không có con buồn quá hả? Không có con buồn quá. Không có con buồn, con có bài ca, con ca lên đi. Đâu con bé bị cào bản gì nè? Cào đi. Con cặp đó. Hả? Con bắt học thì bắt hát luôn, con nói chậu cái nào nữa. Hát đại bản ơi. Đại. Tặng bà cô chú đi. Con biết hát bắt kim thang rồi, nhưng mà mấy ngày con không biết. Yeah. Đâu hát bắt bây kim thang. Bây giờ con tập được rồi, con hát rồi. Đâu con hát bắt kim thang rồi. Bắt kim thang cà lan bi gợ, cồ qua kèo, qua kèo qua cột, chú ban dầu. Qua cầu. Đúng rồi. Đợ hàng tiếng quá bệnh. Trời ơi, hàng cầu hàng tiếng. Chú ban cầu qua cầu mà té. Chú ban dép ở lại là. Ban dép nữa. Rồi ca tiếp ca đấy, ban dép sao? Đếp, đếp. Chú bắt ép. Ở lại làm chi? Cô qua kèo đánh trống thổi kèo, con kèo kèo đánh trò. Con bị bẹp. Con bị bẹp. Con bềm bềm bẹp. Con chưa thụ á. Chưa thụ giáp gì đó hát. Chưa thụ mà giáp gì đó. Thì sao đập luôn. Giáp mà sinh sống á. Không, không có thụ mà giáp hình giống luôn. Sinh sống trời mà. Không có thấy giáp đâu. Hình giống trời. Rồi dậy lúc sau vậy. Nuôi chục cái gì à. Cho củ hành vô. Đây em đi chợ về nè chị Năm. Gì đó chú. Mua vỏ dừa. Dạ gì mua vỏ dừa à. Mấy đi chợ mua một bọc bọc vỏ dừa luôn. Vỏ dừa. Chợ quá nhanh. Trời, không có vỏ dừa. Ê, này không tắm là cơm không chín. Bánh gà không chín. Nói mà bao nhiêu cùng mới lớn mà còn biết nghe nhạc của Lệ Thu nữa kìa. Chứ đừng nói bởi gì. Là ông Tám làm nha. Nhạc buồn mà ông Tám nó biết đi. Nghe là xúc động liền hết rồi. Bánh gà mình cũng sáng mình chợ em mua gỗ này cả nhà. Mình khai trương đồ mới luôn. Mới này bảo đảm chị ơi. Sẵn nó bắt luôn chị ơi. Sẵn bắt luôn thế. Anh hát cái hát nãy đói bụng mình bắt cho anh ăn. Rồi đúng rồi đó. Mình bắt cho anh ăn. Bắt để nguyên cái trái không ạ? Ba trái dừa, bốn trái cái nó nằm trên cao. Ôi. Nước chân ngập ngập bắp. Giờ mình ốp gà luôn cả nhà ơi. Giờ mình ốp gà luôn cả nhà ơi. Giờ mình ốp gà luôn. Củ hành, với hành, với miếng tỏi. Tô đẹp quá. Lát tắm hành với sốt. Em mới mua nào mà. Đẹp thiệt luôn. Cháp cho à. Mình cho miếng bột ngọt. Cho được cái cặp. Mình cho miếng bột ngọt. Dạ mỏng ghê. Miếng hạt niêm. Miếng hạt niêm. Chút xíu nước mắm. Xíu nước mắm. Xe điện lên. Mình cho miếng bột chiên giòn nữa cho nó có độ giòn cả nhà. Cái để không chọn đũa. Dạ. Đây mình đẩm vô miếng bột chiên giòn. Mình chiên cho nó giòn giòn hả chị? À, cho mình cho đều. Mình để vô cho nó thấm lên qua đây cái mình làm cái sốt. Rồi xong. Mình cho vô một muỗng rưỡi đường. Trong thời gian chờ đợi mình làm nước sốt chúng ta. Muỗng rưỡi đường. Nước mắm. Hai muỗng nước mắm. Và một muỗng tương ớt. Một muỗng tương ớt nè. Rồi mình cho thêm nửa muỗng dầu hào vô nữa. Rồi.
cái muỗng nước lạnh. Xíu tiêu, muỗng tiêu đi. Rồi mình trộn cho đều. Quên nữa, mình cho miếng mật ngọt nữa. Cho miếng mật ngọt, miếng hạt nêm. Giờ xong, đây là miếng sốt. Một chút khi mình chiên cánh gà xong đó là mình làm, mình để lên chảo rồi mình thiên cho nó kẹo kẹo, cái mình cho gà cho mình trộn. Cái cải xà lách này mình rửa mình phải phải nâng nghi đó. Cải này mà giữa là quấy quấy là nó giặt hết cơ. Cái này hé hé nắng lên. Hé nắng rồi đó. Hé rầm 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 rồi đó. Nắng nắng mưa, mưa là nắng. Sáng giờ dậy không có chị. Bây giờ chảo nóng rồi, mình cho dầu vô luôn. Bắt đầu mình chiên cánh gà này. Chiên cánh gà. Mình chiên cánh gà cho dầu nhiều, chiên nó mới thấm thiết. Hết cho dầu. Ồ, nó bắt sôi quá trời luôn đó. Cháy vàng đẹp quá chị ơi, đẹp quá ha. Màu quá đẹp luôn. Thì dầu nóng rồi mình cho miếng tỏi vô. Giờ mình cho cánh gà vô. Xèo nó được rồi chị ơi. Cái này mình chiên hai lần chị ơi. Giờ cánh gà vàng giờ chín tám chở. Chở qua luôn con. Quá vàng luôn nè ha. Quá trời chuyển mưa, chú Tám ơi, này phải mở đèn lên được rồi. Quá lẻ rồi. Trời ơi. Mưa tới à, buồn quá đi. Mưa lắm lên đây, trời lẻ mưa, chị muốn trời. Con ngồi nó dột quá. Lên lên rồi, lên trời ngồi con ơi. Đây. Lên. Nó vàng đều, cho mình gấp ra được rồi. Vàng đều đó. Gấp ra luôn. Năm hỏi, vừa thổi vàng chị Năm ơi. Đây mình chiên thêm chảo nữa. Đây mình gấp ra mới được. Mình còn chán luôn. Yeah. Chiên xong chảo này đó là mình sốt nữa là mình ăn cơm được rồi. Sốt lên mình ăn được rồi con. Dạ. Con. Nè vậy nè. Đừng té con ơi. Lăn xăng lộn xộn. Này sắc dưa leo, sắc cà luôn. Quá trời đang xăng. Bữa nay cũng rất thôi. Cái thêm tám nha. Này thôi nước cơm đẹp. Hỏi chị ơi. Vài cái đừng giọt dở như này. Con ăn nữa. Rồi giỡn quen. Con giỡn quen ha. Con giỡn quen hả? Không quen. Nó gọt ha. Con trái phải không? Trái thôi. Ăn nhiều quá đau bụng. Bởi vì vậy chứ nó giòn giòn. Ăn nhiều quá đau bụng. Sắc mỏng quá nó không có đủ giòn. Trời ơi sống được. Nắng quá đại ơi. Cái gì con? Sáng mà hả? Tóc vậy đẹp ơi. Tắm vô nhà lấy muối tiêu ra làm muối tiêu mình chấm. Chấm cho nó ngon. Chua, chua ăn, đỡ ngán. Chảo nóng, mình cho dầu vô rồi mình cho tỏi vô luôn. Mình làm miếng sốt. Giờ tỏi vàng rồi, mình cho miếng sốt nãy mình pha nè, cho vô luôn. Quá trời cái màu đẹp anh ơi. Có cho lớn vô màu đẹp. Nước sốt nó cũng sợ rồi, bây giờ mình cho gà vô luôn. Đây. Xong rồi, mình cho xuống được. Mình cho, thấm. Thơm quá. Quá đẹp quá nha. Thơm rồi. Sao con? Mẹ nó đậm đà. Ừ. Mũi cắn hay chán nữa kìa. Mẹ, thằng lại muốn cắn như trái như được. Ừ, cái mũi thì kỳ cục. Thịt nó bi thơm. Quá nha. Quá là hấp dẫn luôn chúng ta. Hấp dẫn luôn rồi. Mày dắt mẹ ra nữa là dọn.
Giờ cơm cánh gà chiên nước mắm cũng đã chín, mình xin mời cô chú anh chị dùng cơm với mình nha. Mời quý con cô bác dùng bữa gia đình mình nha. Mời cả nhà dùng cơm gia đình mình nha. Mời cả nhà dùng cơm gia đình mình luôn nha. Con mời ông bà cô chú cùng với con mời cả nhà cùng với con. Rồi giỏi rồi. Em mời cô chú chị và bạn ăn cơm cùng với lại gia đình em nha. Rồi chú Tám cũng mời cháu Khánh ăn cơm với chú Tám nha con. Dạ. Rồi em mời gia đình dùng cơm luôn. Giặt chanh cho anh không? Vô. Gia đình quay cho anh điều. Quá trời hấp dẫn cái mâm cánh gà chiên mắm này. Thấy vậy món chiên có vẻ vị nè. Chiên lên đẹp quá, chiên lên đẹp quá gì. Để giờ muốn nhìn khó, muốn nhìn muốn ăn. Này món ngon ăn nhiều vô thêm Tám ơi, ăn nhiều nhiều vô mẹ ơi. Này gấp. Món ngon phải ăn nhiều thêm Tám nha. Món ngon phải ăn nhiều chứ. Này có thêm mấy cái bắp cho con nha. Ừ, ăn được gấp. Ông nội ông ăn mấy cái nu nè, thịt nó có thịt nè. Được rồi. Gấp được nha. Giận quá. Cái vị ăn thử rồi, chú Tám rồi phải đó ăn cay, chú Tám phải dầm dầm ớt kia thêm. Thêm cái này phải thêm miếng chanh nữa. Ờ. Được rồi con, sạch sạch vậy rồi. Ừ. Chua chua nữa. Sao mà chúng chúng nó vừa phải không? Trời bên đây mũi đá hai bên nãy bên kia giờ đá lên thêm bên đây mũi nè. Thích cắn cái gì dữ vậy? Coi chừng cái giò có mũi cắn hay con. Ừ. Cắn mặt không hả? Mặt đẹp quá cắn mặt. Tại em. Cái chân lông nhiều quá nó không dám. Có hả? Cắn như chán luôn kìa. Ý là nó đặt lộn con hả? Mà tôi đi ăn rồi. Cho ý kiến. Cho ý kiến cho điểm mà Tám ra, mà Tám đạn quá. Không có chứ ăn. Ừ, thì ăn đây rồi cho điểm. Với cà, giá giáp cá rồi vô ăn. Cũng mềm hả cha, tại con gà con nghiệp á. Mềm. Dạ. Yeah. Em dĩa mua tiêu này với cải, với cà, với dưa leo em cũng xong bữa cơm, em dễ nuôi. Dễ nuôi hả chú ta? Để gà cho chị Năm với vợ em ăn. Cảm ơn chú nha. Lúc này hai người thấy. Anh ăn cải với cà cho anh. Lúc này thấy hai người thấy cũng ốm. Em đúng vô. Mưa nữa rồi. Mưa tới nữa rồi, thứ Tám rồi. Tới nữa rồi. Ừ, tới nữa chị ơi. Kèm miếng cà vô. Chấm muối vô chanh. Sao? Con ăn cánh gà chưa? Ừ, mấy cặp. Rồi rồi, con ăn thử đi. Con thử đi. Cái mùi nó ngọt ngọt nè. Nó hơi mặn mặn nhẹ nè. Mặn nhẹ nữa, ghê không? Đi tương tức quá nha. Xong rồi xong á, cái vị này đậm đà nè. Vị đậm đà. Vị đậm đà. À, cho mấy điểm? Quá giỏi. Cho ba và Tám mấy điểm? 9 điểm thôi. 9 điểm hả? Bữa nay ít gì? Cho chứ vậy? Cho từ từ cho con. Từ từ cho, tại cái... Tại lâu lâu cho nhiều rồi cho ít lần lần. Rồi trong á, tới mấy ngày con cho nhiều. Thôi ăn đi. Là cho 9 điểm á. 9 điểm là cũng cao hết baby. Cũng được rồi. 9 điểm cao rồi. Ừ. Cái vị này cho bà Tám 9 điểm luôn. Rồi bà nội. Nội có nấu vô này. Không. Định cho điểm bà nội hả? Con ăn cơm đi. À, nghĩ gì Tám là. Mùi. Con gì vậy? Sao chú Tám? Mũi buông đầu luôn vậy. Bà Vy thì tả hết rồi. Chú ơi chỉ đơn sơ rồi. Ngon. Chất lượng. Mình tả hết rồi. Ừ, tả đúng rồi nè. Vui hả con? Ủa nó buông mặt hoài á, mặt con biết làm sao nó buông hoài. Mặt đẹp á. Quá trời. Đập dưa leo cà chua vô. Ừ. Tới nữa rồi chú Tám ơi. Tới rồi rồi. Nước cạn rồi mưa ta. Bình thường nước lớn mới mưa. Nước lớn nước dòng thêm tạm chứ. Nước đang rộng mới thêm tạm. Cái Vi ăn nhiều nhiều vô nha con, cho mau lớn nha. Trời con mau lớn dữ lắm. Thành người lớn rồi. Thành người lớn rồi mà. Gà em ốp vậy em chiên khỏi chấm luôn. Vừa ăn. Khỏi gì vậy bé Vi? Khỏi vừa con khỏi dữ vậy, khỏi hồi văn luôn. Khỏi hồi văn chiên cơm luôn á. Đứng cái mấy trái bắp thùng quá Thiên Tâm ơi. Ăn trái đi con.
Dạ. Chút xíu con ăn sao? Màu vàng đẹp á. Dạ. Thơm mấy xíu thơm luôn chú chị. Gà cũng nhịp mềm hết năm. Để ăn. Mà chỉ là gà cũng nhịp nằm ăn ngược cánh này là ngon. Cái gì? Cái gì con đi? Thiếu một trái bắp tại em tám nữa kìa. Một cái bắp. Thôi giờ mình bẻ ra. Bẻ ra thằng. Bẻ ra là thành tới 8 khúc luôn á. Ừ. Sợ giờ thấy điếm mà không biết điếm gì. Ăn ngon quá hả? Bắp ngọt mà bắp Mỹ mà. Bị bắp Mỹ luôn. À, món này món này cha ăn nha. Cha ăn bắt cơm nè. Thôi giờ dưới cái hạt mè dính đây nè cha. Bên đây. Nè nè ăn cái này nè nó anh chở đũa ăn gặp nè đó cái khúc dưới ngoài chứ mũi đó bà lại nghe mặt thấy không không mấy bún nữa cái chót để baby vì thái chót lắm thái chót nội ăn cái này nè nè cái này mày liếc khó quá chúng ta mày mưa hoài luôn mưa quá trời chút mưa vì lý do kỹ thuật mưa gió quá quay video này có gì mà sơ sót cô chú anh chị ở nhà mình thông cảm cho cháu Khánh nha hay tối giờ mình hay tối dạ yeah. Sao ai không nói nên lời hả baby có mấy cặp chúc mưa hoài nói vậy ha bớt lại miếng cơm nhắm tiêu nói gì đây nói gì con em ăn hết rồi dịch cho nghe em ăn ăn nhai cơ xong cái mà cái nàng chiên gà này sao nói cha ăn cơm vì mới đây mà nó lụm được một câu nói độc đáo đó tiếng nói nhỏ với ông nội sao ông nội ơi mưa nắng là chuyện của trời còn ăn uống mà cánh gà là chị mua Trần Gian bỏ ba chưa được rồi đâu ăn uống cánh gà là chị mua Trần Gian bữa nắng là chị cũng trời đọc chưa chưa cái cháu nội tôi đọc chưa nói đây là mười đó lụm cái ai đi rất báo không ạ, con tập không nói. Cái câu này ông Tám nghe quen, nãy ông Tám nhúm lửa anh. Cha nói nhúm lửa là nắng mưa là chuyện của trời, nhúm lửa là chuyện của chú á chứ. Tám. Rồi cái tôi nghe cái giờ là ăn uống này là chuyện của người Trần gian không? Ừ. Nãy nhúm lửa giờ ăn uống nha. Cái gì con? Cũng cả. Nó ưa mà. Bữa cơm mà thiếu bé Huy là buồn lắm luôn. Giờ ăn một phô quạt dòm thấy bé Huy thấy mình ăn cũng ngon. Anh gà này cũng dài quá anh. Dài. Cánh á. Mình ốp trước á. Mình ốp trước rồi trụng á, mình trụng mình ốp. Mình trụng thì mình ốp trước. Mình cho miếng mẹ vô cái ăn thơm thơm á chú nha. Dạ. Có miếng mẹ thơm thơm đem mút cho chị. Được chị đánh. Ngon ha. Yeah. Trời mưa, nhiều cho em ăn nhiều quá. Mình phải tiếng ngồi gí thôi. Đủ rồi. Cục thứ hai anh ta nè. Tiếng ngồi gí thiệt. Ăn cái gà cũng ra tay luôn anh. Ra tay anh. Trời. Ra tay mới được á. Anh chiên mà mấy cái đầu ngoài đầu nè. Ngoài đầu nè anh nhai luôn á. Ngon. Năm ăn gà nhiều vô. Ngon hả? Ừ. Ngon. Cho anh năm cái thịt đó anh. Năm thôi. Nhìn cha biết thèm rồi đấy. Quan tâm. Quan tâm phải không? Cha cười chứ. Thấy cha quay mưa gió quan tâm cha không? Có một tô nước cơm rất là đẹp luôn. Bữa nay ở đâu cái tô đẹp quá à chị ơi. Cái ca này cái tiền lâu đem được cổ ra. Dạ. Dạo này anh cũng muốn suy dinh dưỡng quá trời, anh cũng uống nước cơm vô. Uống chén đi anh. Cái thố thì cái thố em thần thánh nè, múc anh chén anh chén mà bò hoài nè.
cái lòng nó sâu á chú. Đẹp. Con này chắc mắc quá, mấy quá. Đồ cổ này. Cái con này tôi sáng ngày mắc kêu là chú Tám đó nha. Đồ. Nãy giờ anh dòm hoài luôn á. Ờ. Tôi kẹt kẹt lấy con quẹt con khô cũng được. Vậy chỉ có cái nồi đen á anh. Ờ. Tám ăn miếng này. Ăn miếng trời ơi chú bác. Đẹp quá đẹp. Đây sẵn mình để gà. Anh Năm bắp này mềm lắm, Năm thử coi. Thử mềm. Mềm lắm. Mềm sẽ bao ngọt lắm, bắp Mỹ. À, thử gốc đây. Ta ăn cái miệng chai nè em, để đây. Hả? Mềm anh Năm. Mềm mà ngọt phải không? Dính rau mà hồi mình chỉ cho. Con thấy mềm mà. Mềm. Bắp này nó mềm. Bắp này chị lãi ra cái chị xào. Ngọt thêm tâm. Ngọt đúng không? Vô trên cái đậu mềm. Chị lãi bắp này ra ha, chị xào với tôm khô với hành, rồi với bơ nữa. Hết sảy luôn. Bữa nào em xào cho anh với cháu Khánh, dĩa anh cháu Khánh uống nước trà. Bỏ luôn. Uống năm xào có tôm khô rồi ha. Với bơ rồi, miếng bơ. Uống nước trà ngon á. Bơ, hành, tôm khô. Sảy luôn. Chị bắp xào hả? Bắp xào. Bắp này ngọt quá ngọt. Giờ bữa cơm của căn trò nhỏ đến đây cũng đã kết thúc. Thôi mình xin hẹn cô chú anh chị video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chú hẹn gặp lại mà cô chú lần sau nhà lá. Rồi, giỏi quá. Em cũng xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn. Mình chúc cho tất cả cô chú anh chị và bạn sức khỏe và bình an nha. Em xin hẹn vào ngày mai.